Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì đến ngày rằm á thì mình cũng thường ăn chay, thì mình cũng có chế biến ra như là nhiều món như là hủ tiếu xào nè, hoặc là hủ tiếu chay, nuôi chay gì đó. Thì các bạn thì mình ăn á thì cho nó đỡ ngán ha. Thì hôm nay á thì mình cũng có làm là miếng xào chay nha. Thì rau củ á thì gia đình mình thích loại nào thì mình ăn rau củ nấy cũng vẫn được nha. Thì nhà mình á thì có sẵn á là bông cải nè, với bắp non, cà rốt, cải thìa. Còn nấm á, thì mình cũng có là nấm mèo nè, nấm đông cô và nấm rơm và thêm đậu hũ. Ở đây mình cũng có một gói miếng là miếng dông, thì tùy theo các bạn là muốn ăn loại miếng nào thì mình mua loại miếng nấy cũng được nha. Thì gia vị á, thì mình cũng có là hạt nêm chay, tiêu, bột ngọt, nước tương, dầu ăn và thêm một ít hành tím mình cũng đã băm sẵn rồi. Thì trước tiên á, thì mình sẽ xắt nấm mèo nè cho nó thành miếng sợi sợi á các bạn. Đậu hũ thì mình cũng cắt ra cho nó miếng lát lát luôn ha. Như nấm đông cô này á thì ở ngoài á, thì mình mua á, là người ta bán loại khô các bạn. Thì mình mua về á, thì mình cũng ngâm nước để giúp cho cái nấm đông cô của mình á, cho nó mềm ra. Thì mình xào á, thì mình ăn cho nó có cái độ ngọt, độ thơm cho nó ngon nha. Thì nấm đông cô này với các bạn thì nó có hai loại, một loại lớn và một loại nhỏ. Mình mua mỗi loại nấm hương á thì người ta sẽ bán cho mình ha, thì mình ăn thì nó sẽ thơm và nó ngon hơn. Thì mình cũng cắt ra làm hai nè, như một miếng nấm vậy đó thì mình cắt ra làm hai. Còn như nấm mèo thì một hồi là mình sẽ cắt thành miếng sợi với các bạn, là mình xào cho nó bằng giống như cái cọng hủ cọng miếng vậy đó. Thì bây giờ là mình sẽ sắt nấm mèo luôn. Thì mình một miếng như thế này thì mình sẽ cắt ra làm hai, thì mình cũng nhặt lại. Thì mình sẽ sắt sợi ra như vậy. Mình cắt cái sợi được cũng đừng có nhỏ quá nha các bạn. Nhỏ quá thì mình ăn nó cũng không có ngon đâu. Chắc sắt cho nó cũng hơi dày dày tí xíu. Nhưng mình sắt là cái cỡ miếng dài như vậy là cũng được nè. Còn không miếng mình ngắn hơn cũng được nữa. Thì tùy theo sở thích của mình cắt nha. Thì rau củ á, thì mình cũng cắt á, cho nó vừa thôi, chứ mình đừng có cắt mà nó nhuyễn quá các bạn. Nhuyễn quá khi mà mình xào lên thì nó sẽ dễ bị dụng ha. Thì như là miếng củ cà rốt này thì mình sẽ cắt cho nó lát mỏng ra, một hồi là mình sẽ cắt lát lại nha các bạn, chứ đừng có cắt mỏng quá nha. Ví dụ như là cái miếng cho nó dài dài như vậy nè, cái mình sẽ cắt lại làm hai thôi các bạn. Mình cắt như vậy, cái thanh nó như vậy là được rồi. Còn cái phần rau củ á, thì tùy theo sở thích của mình, thì ở nhà mình có loại rau củ nào thì mình ăn loại rau củ nấy cũng được. Phần rau củ thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, thì mình cũng chuẩn bị cái nồi nước, thì mình sẽ trộn luôn cái phần miếng nha. Miếng này á, là người ta cũng đã cắt sẵn rồi các bạn, cho nên là mình không cần cắt lại đâu. Thì mình trộn cái phần miếng này á, trong vòng là 2 phút nha. Thì trong lúc mà mình trộn cái miếng này á, thì mình cũng đi cúng sẵn một cái thau nước lạnh. Đặng một hồi khi mà mình trộn miếng xong á thì mình sẽ cho vào trong thau nước lạnh liền nha. Miếng á, thì mình cũng trộn được 2 phút nè các bạn. Thì mình cũng vớt ra, thì mình sẽ cho vào trong cái thau nước lạnh liền luôn nha. Đặng tránh nhiều khi nó bị mềm đó các bạn. Mình rửa sơ qua nước lạnh rồi sau đó thì mình cũng vớt ra, mình để cho ráo, rồi mình sẽ cho vào ăn vào. Đặng giúp cho cái cọng miếng của mình á, nó sẽ không có bị bở các bạn, nó dai nó ngon. Miếng á, bây giờ nó cũng đã nguội nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho nó ra cái đây, là mình để cho nó ráo nước rồi mình sẽ trộn qua dầu ăn, để giúp cho cái miếng của mình á, nó sẽ không có bị dính vào nhau nha. Miếng của mình á, nhìn nó rất là ngon lắm luôn nè. Nó trong, nhìn nó ngon lắm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nó vào lại cái thau này. Rồi cho vào thau này ha. Rồi cái mình cũng cho dầu ăn vào. Mình cho cũng chừng một muỗng ăn canh thôi các bạn. Rồi mình cũng dùng hai chiếc đũa nè, thì mình sẽ xóc đều nó lên. Miếng á, hồi nãy mình trụng á, là mình thấy nó hơi nhiều các bạn. Mình sợ mình ăn không có hết, cho nên á, thì mình cũng lấy bớt ra. Thì giờ các bạn thấy là cái cọng miếng của mình nè, nó bờ rời như thế này nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ cho nước tương vào, thì mình cũng cho tầm một muỗng ăn canh thôi các bạn.
Và bây giờ là mình sẽ trộn đều lên, trộn đều lên một lần nữa nha. Ở nhà mình có nước tương nào thì mình sử dụng cái nước tương nấy. Rồi bây giờ á, là mình sẽ trộn đều rồi. Thì bây giờ mình sẽ để một cái thao miếng này ở đây, thì mình sẽ xào luôn cái phần rau củ với nấm nha. Thì mình cũng cho dầu ăn á vào trong chảo luôn ha. Thì mình cũng cháy luôn cái hành tím nè, mình cháy cho nó thơm lên. Mình cháy cho cái hành này cho nó thơm lên rồi á, cái mình cho như là nấm rau cô nè, đậu hũ, mình sẽ xào cho nó đủ gia vị với các bạn. Đợi một hồi á là mình sẽ xào rau củ luôn. Thì mình sẽ cho là đậu hũ mình cho vào nè, với lại nấm đông cô, nấm gơm mình cũng cho vào mình xào luôn. Còn cái nấm mèo á, chút xíu là mình xào rau củ, mình hãy cho nấm mèo vào, mình xào cho cái hỗn hợp này cho nó thơm lên, cho nó chín nha các bạn. Mình sẽ cho nguyên gia vị nè, mình cho hạt nêm, mình cho chừng nửa muỗng cà phê thôi, mình cũng dành vào đây một chút xíu bột ngọt, ít thôi các bạn. Và bây giờ là mình sẽ xào cho nó chín ha. Bây giờ là mình sẽ cho là như là bông cải, cà rốt với lại bắp á, mình sẽ cho vào hết luôn ha. Đây là nấm mèo mình cho vào luôn. Và bây giờ mình sẽ xào cái hỗn hợp này lên cho nó chín rau củ của mình luôn. Mình xào cái rau củ nó chín rồi á thì mình sẽ cho miếng vào nha các bạn. Mình nhớ mình xào á, mình để cái mực lửa cho nó thấp thôi, đừng để lửa cao quá nha. Thì mình cũng cho thêm một ít nước các bạn, để giúp cho cái phần rau củ á, cho nó sẽ dễ chín hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ xào cho cái phần rau củ của mình nó chín rồi á, thì mình sẽ cho nó, mình sẽ cho bún miếng vào luôn. Rau củ giờ nó cũng đã chín rồi các bạn, thì mình sẽ cho bún miếng vào luôn ha. Thì nhà mình xào đủ một dĩa mình ăn thôi các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ xào, xào cho nó nóng lên. Đây thì mình cũng dùng chiếc đũa nè, thì mình sẽ xào. Mình cứ chảy cho nó đều ra. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít hành nè, mình sẽ trộn như nhiều nữa rồi là mình sẽ tắt bếp, rồi mình sẽ cho ra dĩa thôi. Thì các bạn nhớ gia vị là mình nêm á, cho nó vừa ăn thôi, đừng có mặn quá nha các bạn, mặn quá thì mình ăn nó sẽ không ngon đâu. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn. Mình sẽ cho bún miếng á ra dĩa nha. Rồi mình cũng dùng sẵn để mình múc thêm rau củ vào các bạn. Đây là mình đã làm ra được một dĩa nè, thì mình sẽ trang trí thêm vài cọng ngò ở trên mặt. Thì dĩa bún miếng của mình á, thì mình cũng đã làm xong nè các bạn. Các bạn thấy là có nhìn nó có hấp dẫn hay không ha. Thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức luôn ha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì mình cũng có chuẩn bị thêm là một chén nước tương nè. Tại vì thường thường á, là mình làm á, cái dĩa với hủ tiếu xào á, thì mình cũng làm cho nó lạt lạt thôi các bạn. Nếu mà có lạt á, thì mình ăn kèm chung với nước tương thì nó cũng rất là ngon. Còn nếu mà mình làm mặn quá thì mình ăn nó cũng không nổi, mình xử lý lại cũng không được nữa các bạn. Thì mình ăn thì sẽ mất cái độ ngon của nó.
Cho nên nếu mà nó có lạc thì mình chan thêm nước tương thì nó rất là dễ nha. Thì bây giờ là mình cứ việc là mình múc vào trong chén rồi mình sẽ cho thêm nước tương nè. Mình chan ít thôi. Thì giờ là mình sẽ thưởng thức thử coi cái miếng của mình như thế nào nha. Mình cũng trộn cho nó đều lên, tại hồi nãy cái bún miếng là mình cũng có cho một ít nước tương rồi. Còn cái phần rau củ thì mình cũng cho thêm một ít gia vị thôi chứ không có cho nhiều các bạn. Cái bún miếng á là mình trộn cái thời gian là 2 phút á, thì mình ăn cái cọng bún miếng thì mình xào chung với lại rau củ á thì nó sẽ có cái độ mềm dẻo dừa các bạn, nó không có bị rụt, ăn nó rất là ngon. Còn cái rau củ á thì mình ăn thì nó còn có cái độ giòn giòn nhẹ nhẹ các bạn. Cái bông cải này á thì mình làm á, ăn á thì nó có cái độ giòn và nó rất là thơm và ngon. Còn nếu mà mình không cho nước cái già trong cái rau củ á thì mình sợ cái bông cải của mình á thì nó sẽ không có chín đâu, tại vì bông cải nó có cái độ cứng rất là lâu, cho nên là mình phải cho thêm nước như vậy thì giúp cho cái bông cải của mình á thì nó sẽ dễ chín hơn. Thì các bạn vào cái rằm tháng giêng này thì mình cũng làm thử những cả món ăn chay cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.